Quy trình làm một cái USB boot này bằng UFoot 3. Đầu tiên là format USB. Và chọn để default và cắt 32. Ok, sau khi format xong ta mở phần mềm UFoot lên. Sau đó chọn thiết bị là USB này, chọn file ISO. Trong trường hợp này tôi muốn là tạo USB khởi động Kali. Em chưa làm xong à? Xong rồi à? DHCP nhận chuẩn không? IP là bao nhiêu? Đã biết rồi, nhưng mà IP của cái con Win 10 nhận bao nhiêu? Ok, xong.